Lan Rừng Chu Thảo xin kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan ở trên mọi miền Tổ quốc ạ. Ngày mới cho phép em xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất đến cả nhà mình đang xem video. Có một ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui ạ. Em là Chu Thảo, em ở trên Cao Bằng ạ. Cả nhà mua hàng vui lòng nhắn tin cho em theo số điện thoại 0965495087 ạ. Em xin nhắc lại là 0965495087 là số điện thoại của em. Cả nhà nhắn tin mua hàng theo cú pháp là họ, tên, địa chỉ, số điện thoại và số lượng lan cả nhà muốn lấy thì em sẽ chốt nhanh hơn ạ. Và tới lúc 8 giờ cho đến 10 giờ sáng và chiều, sáng và tối em hay livestream, em không nghe được điện thoại thì cả nhà đặt hàng hãy nhắn tin cho em nhé. Đó. Và đầu tiên em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là thủy tiên trắng hay còn gọi là kiều vuông này. Kiều vuông thân ngắn và rất là lâu rồi thì gia đình em mới có được một cái lô hàng đẹp như thế này ạ. Nên là em hy vọng là cô chú anh chị sẽ yêu thích và sẽ ủng hộ cái mặt hàng này nhiều nhiều đấy ạ. Đó, em có khoảng 20 cân dành cho 20 cô chú anh chị này. Đây là cái hàng kiều vuông thân ngắn này. Đó. Thân nó rất là ngắn và trồng thì nó sẽ đẹp giò hơn, nó sẽ xinh đẹp hơn này. Nhà em bán 300.000 một cân ạ. Và em xin giới thiệu đến cả nhà, đây chính là hạc vĩ Bắc của gia đình em này. Hạc vĩ gia đình em bán với giá là 300.000 một cân hạc vĩ ạ. Đó. Hàng hạc vĩ ngày hôm nay thì khá là dài này. Dài khoảng từ 50 cho đến 60 cm này. Và tiếp theo là nhất điểm hồng gia đình em bán là 200.000 một cân nhất điểm hồng hoa màu trắng hoặc màu hồng cam này. Đó, rất là xinh này. Lá của nó này. Đó, rất là đẹp đúng không nào? Có hai cái ô ở trên này, khoảng tầm 8 cân thôi, dành cho 8 cô chú anh chị yêu thích cái dòng hoa nhất điểm hồng này. Và thứ hai nữa, bên này đây chính là u lồi đấy ạ. U lồi gia đình em hôm qua đã tuốt đi hết gần là hết lá rồi. Hôm nay thì nếu mà rảnh thì em sẽ lại tuốt nó đi những cái lá mà nó còn sót lại để cho cô chú anh chị khi mà mình mua thì sẽ được nhiều thân hơn. Và thứ hai nữa đó chính là mình gửi thì nó sẽ không bị ủng ạ, bởi vì cái dòng hoàng thảo này thì trồng kiểu gì nó sẽ bị mất lá này, nó bị mất nước đấy, nó bị mất nước dẫn đến đó là bị rụng hết cả lá luôn và nó mới lại mọc thân tơ mới và những cái lá mới này. U lồi em bán là 450.000 một cân ạ. Là một trong những cái loài hoa được nằm trong top có mặt hoa lan đẹp nhất đấy ạ. Đó. Và tiếp theo là kiều tua gia đình em bán với giá là 250.000 một cân kiều tua ạ. Và đây là bạch nhạn của gia đình em này. Hoa bạch nhạn rất là đẹp đúng không ạ? Và là đang làm cái mặt hàng rất là hot. Và bạch nhạn được liệt kê vào là một trong những cái loài hoa có mặt bông rất là đẹp của trong giới hoa lan đấy ạ. Nên là cái mặt này đang, mặt hàng này đang được giới yêu thích hoa rất là săn lùng. Và hôm nay thì gia đình em phải rất là lâu rồi gia đình em mới có, và mới có một hai ngày gần đây thôi ạ. Nhà em bán là 450.000 một cân. Đó đây ạ. Hàng lá xếp nhá cả nhà nhá. Và tiếp theo ở trên này đây chính là vảy rồng Bắc, gia đình em bán là 150.000 một cân vảy rồng Bắc. Đó. Và đây chính là hoàng lạp đấy ạ. Hoàng lạp thì hoa của nó màu vàng, hồng nó hồng vàng đậm rất là đẹp luôn này. Em bán là 150.000 một cân hoàng lạp đấy ạ. Như của giá hành nó cũng rất là to này. Thì tiếp theo em bán là cái giáng hương đuôi cáo này này. Với giá là 150.000 một cân giáng hương đuôi cáo này. Hàng giáng hương đuôi cáo đây hoa nở vào tầm tháng 5 cho đến tháng 7 dương lịch. Và hoa của nó là màu tím trắng này. Đó. Và trên này đây cũng là một dòng giáng hương nữa. Đó chính là giáng hương đuôi chồn. Mặt hàng rất là say hoa này. Và khi mà giáng hương đuôi chồn là một cho là những cái mặt hoa to cho mình rất nhiều say hoa này. Rất say hoa và đây này. Có hai mặt hoa, mặt bông luôn đúng không? Nó đã nở hoa và bây giờ nó vẫn còn vòi hoa này. Nhà em bán là 250.000 một cân ạ. Và tiếp theo là kiều hồng gia đình em bán là 300.000 một cân kiều hồng này. Kiều hồng nếu mà cả nhà sắp nở hoa ấy mà muốn nó hồng đậm thì cả nhà lấy ra ngoài phơi nhá. Lấy ra ngoài nắng, chỗ nắng để treo. Còn nếu mà muốn nó hồng nhạt thì chúng ta để trong bóng râm cũng được. Và trên này đây là bạch nhạn, có khoảng tầm 3 cân bạch nhạn. 200.000 một cân bạch nhạn ạ. Và đây là sáng hương sóc lào của gia đình em này. Đó, sóc lào gia đình em bán với giá là 200.000 một cân ạ.
Nhà em chỗ này còn có khoảng tầm 4 cân thôi này. Và cái dòng táo hương này là một cái dòng rất là nhanh bị mất nước, nên là cả nhà khi mà mua hàng thì nó bị mất nước, bị héo một chút thì cả nhà hãy mua về chúng ta xử lý luôn và chúng ta ghép luôn nhá. Và tất cả các loại này thì chúng ta hãy ghép luôn ạ, chúng ta không treo đâu nhá. Rất nhiều cô chú anh chị hỏi em là có treo lên không thì em cũng nói rằng là rất nhiều cô chú anh chị hỏi em là có treo lên để cho ra rễ rồi mới ghép không, thì em cũng nói luôn là cả nhà hãy ghép luôn ạ. Bởi vì là sao? Bởi vì khi mà cái cây lan nó ở trên rừng mà chúng ta khai thác về mà nó đã mất nước rồi mà chúng ta còn treo ngược nó lên để chúng nó ra rễ nữa, thì cái quá trình nó mất nước diễn ra rất là nhiều và cây nó sẽ rất là khó phục hồi, nên là cả nhà khi mà xử lý xong ấy thì cả nhà hãy ghép luôn nhá, để cho cây của nó dễ phục hồi hơn này. Và tiếp theo là đây chính là bó quế của gia đình em có 5 bó này. Em đi lấy ra em quay cho cả nhà. Đây, đây là 3 bó, đây là 4 bó của gia đình em, bó quế nâu này, hoa nở tháng 8. Đó. Nhà em bán 200 nghìn một bó này. Và em có những cái giò, những cái khóm trần mộng giá từ 300 cho đến 600 nghìn ạ. Cô chú anh chị nào là những cái khóm bằng nhà tiền thì em sẽ tách ra, và hôm nay chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, không có 7 khóm thôi nhé cả nhà nhé. Em sẽ bán giá từ 300 cho đến 600 nghìn ạ. Và đây là em có một vài giò quế lan hương hay còn gọi là quế tháng 8 để em giao lưu với cả nhà này. Đó, những cái giò quế tháng 8 hàng giống nhưng mà nó đã mọc rễ rất là dài rồi đấy ạ. Đó, và gia đình em đã thuần rồi, cả nhà chỉ cần mua về mọi người tưới nước hàng ngày thôi thì nó sẽ sinh sôi nảy nở này. Đó, gia đình em bán là 160.000 một giò nhá, giò nào cũng như giò nào luôn, từ 2 cho đến 4 cây này. Đó, và rất nhiều cô chú anh chị bảo là mua giò có nụ thì cũng hết giò có nụ rồi ạ. Đó, chỉ có còn có một giò có nụ này, còn có một giò thôi. Tóm lại là hết giò có nụ rồi, chỉ có những cái giò không có nụ nhưng mà nó vẫn xinh đẹp đó. Rất là xinh đẹp đúng không ạ? Và những cái này giò này ép trồng bằng cái chậu nhựa màu đen và cho trên một ít là một ít phân dê em đã xử lý nữa này. Đó. Và tiếp theo ạ, em giới thiệu với cả nhà đây ạ. Đó chính là long tu xuân hay còn gọi là long tu xuân này rất là xinh đúng không ạ? Hoa nở vào dịp Tết rất là đẹp luôn. Và gia đình em bán bó những cái giò từ 250.000 trở lên ạ. À, ví dụ như là giò 250.000 thì từ 7 cho đến 9 ca thân tơ, từ 10 cho đến 13 thân tơ là 300.000, từ 14 cho đến 16 thân tơ là 350, và từ 17 cho đến 20 thân tơ là 400.000 này. Đó, ngoài ra thì gia đình em còn có những cái giò của dáng hương đuôi cá hàng thuần giá từ 350.000 nữa này. Và bây giờ em sẽ đi ra ngoài em quay cho cả nhà xem luôn. Đây ạ. Đây là những cái giò đúng không ạ? Và tất cả cô chú anh chị khi mà mua hàng với em ấy thì cái dòng dáng hương nó rất là nhanh bị đây này, nó đều bị nhà em khi mà trồng ấy lúc đầu nó cũng bị như này này. Nó cũng bị mất nước này. Nó cũng bị mất nước, nó dẫn đến là héo. Và để sau một quá trình thì em sẽ sang đây em quay cho cả nhà là những cái cây nào đã sống này. Đây là những cái cây nào đã sống đúng không ạ? Đó, những cây nào đã sống. Đó, giò này nó đã sống này. Ba cây phúc lộc thọ này. Đó, và cô chú anh chị mua hàng thì hãy nhắn tin cho em theo số điện thoại 0965 495 087. Cả nhà hãy kết bạn. Cả nhà hãy nhắn tin cho em theo số điện thoại là 0965 495 087, hoặc là cả nhà hãy kết bạn Zalo với em hoặc là Facebook của em tên là Chu Thảo nhé. Hàng ngày em có live stream trực tiếp ở trên đó này. Và cô chú anh chị để mà theo dõi em thì cả nhà hãy nhắn tin, hãy theo dõi cái kênh của em và cách là ấn vào cái chữ đăng ký hoặc là cái chốt chuông ạ, hoặc là cái chỗ xem trước, thì cả nhà sẽ nhận được thông báo khi mà em quay hàng mỗi ngày. Đó, và cô chú anh chị chỉ cần ấn vào thôi là có thể xem được rồi đúng không ạ? Đó, và bây giờ em sẽ kết thúc video đây ạ. Em xin chúc cả nhà mình một lần nữa có một ngày mới làm việc hiệu quả, ý nghĩa và tràn ngập niềm vui ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.